Trong đời sống của chúng ta phải luôn luôn sống một đời sống thỏa lòng. Nhưng có một điều chúng ta không được thỏa lòng, điều đó là gì quý vị biết không? Đó là chúng ta không nên bao giờ thỏa lòng với cái chỗ đứng tâm linh của mình, nhưng mình ước ao được lên chốn cao hơn, càng ngày càng yêu Chúa nhiều hơn, càng ngày càng giống Chúa nhiều hơn. Vậy bài hát đầu tiên khi chúng ta cùng nhau đến thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay là thưa với Chúa rằng lạy Chúa, xin nâng bước con cao lên, cho con gần Chúa hơn, yêu Chúa hơn, biết Chúa nhiều hơn. Lòng này nôn nã Chúa ban cho mình, tiến trên thiên trình, thêm sức mạnh chân. Là đấng uy quyền xua tan bao ô tội. This is amazing grace.
Chúa rung động, lung lay cả vũ trụ, cả thế giới minh lặng trong cơn khiếp kinh sợ. Vua uy danh trên trời, vua trên các vua nơi đời. Ôi nơi thế sao là luôn, ơn nghĩa tuyệt chẳng đổi rời. Chúa đã chết thế cho con, Chúa đã mang gánh thập tự, Chúa đã chết thế cho con. Trong ơn Chúa ban cho con, who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. That would lay down your life. That I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Là Chúa yêu dấu của chúng con.
chúng con sẽ được nghe lời của Chúa. Con cầu xin lời của Chúa là lời hằng sống, sẽ làm tươi mới tâm hồn chúng con, để chúng con sống một đời sống đẹp lòng Chúa, làm vinh hiển danh Chúa trên trần gian này. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh an tọa. Xin Hội Thánh mở lời Chúa trong Các Vua thứ nhì, đoạn 18, câu 2 cho đến câu thứ 7. Người được 25 tuổi khi lên làm vua và cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Abi, con gái của Sachari. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y như David tổ phụ người đã làm. Người phá hủy các nơi cao, đập bể những trụ thờ, đánh hạ các Asera và bẻ gãy con rắn đồng mà Môi-se đã làm. Bởi vì cho đến khi ấy dân Israel xông hương cho nó, người ta gọi hình rắn ấy là Nehutan. Ê-sê-chia nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, nên trong các vua sau người hoặc trong những vua trước người chẳng có một ai giống như người. Người trìu mến Đức Giê-hô-va, không xây bỏ Ngài, song gìn giữ các điều răn mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Đức Giê-hô-va ở cùng người, hễ người đi làm sự gì đều được thành tựu. Quý vị vừa nghe mục sư Nguyễn Văn Lý đọc một phân đoạn Kinh Thánh kể về câu chuyện một vĩ nhân ở trong Kinh Thánh rất là hay ở trong Kinh Thánh. Đó là ông đó tên là vua Ê-sê-chia. Ông này quý vị biết ông vua Ê-sê-chia trị vì miền Nam của nước Do Thái năm 726 trước Thiên Chúa giáng sinh. Hồi đó nước Do Thái cũng giống như Việt Nam mình trước năm 75 chia đôi hai dòng đất nước miền Bắc và miền Nam. Và vua Ê-sê-chia là cai trị miền Nam. Và quý vị biết ông vua Ê-sê-chia này nói rằng ông làm điều ngay thẳng trước mặt Chúa. Ông tin cậy Chúa, ông bám chặt lấy Đức Giê-hô-va, ông tuân giữ các điều răn của Ngài. Và kết quả là gì quý vị biết không? Câu cuối cùng nói rằng bất cứ điều gì vua làm đều được thành công. Ông bất cứ cái chuyện gì ông kêu được thành công, chúc an phước cho may mắn hết. Quý vị có thích như vậy không? Cuộc đời mình mà giống như ông là rất là sung sướng. Cho nên quý vị cần phải học cái cuộc đời của ông Ê-sê-chia để mình cũng được Chúa ban phước may mắn thành công khi những ngày mình sống ở trên đời này như vậy. Nhưng mà nó hay hơn đó là lúc ổng gần chết, trong những ngày đó Ê-sê-chia lâm bệnh sắp chết, thì nhà tiên tri Ê-sai con trai A-mốt đến gặp vua và nói: Đức Giê-hô-va phán thế này, hãy sắp đặt việc nhà của con, vì con sắp chết không sống được nữa, viết di chúc đi, lo chia gia tài đi, lo truyền ngôi lại, đứa nào sẽ lên ngôi của con đi. Chúa nói ngươi sẽ chết. Ê-sê-chia quay mặt vào tường và cầu nguyện với Đức Giê-hô-va: Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ lại rằng con vẫn bước đi trước mặt Ngài cách trung tín hết lòng, làm điều thiện dưới mắt Ngài. Quý vị biết khi mà ông nghe ông Chúa gọi ông về nước Chúa, ông sẽ chết đó, thì ông nói rằng: Thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu mến Chúa thật mà, Chúa ban phước trên đất nước của con, ban phước trên cuộc đời cho con. Thưa Chúa, con muốn sống thêm. Rồi Ê-sê-chia khóc lóc rất thảm thiết. Bây giờ lời Đức Giê-hô-va phán cho tiên tri Ê-sai: Hãy trở lại nói với Ê-sê-chia rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của David tổ phụ vua phán thế này: Ta đã nghe lời cầu nguyện của con và thấy nước mắt của con. Này, ta sẽ cho con sống thêm 15 năm nữa. Qua câu chuyện này, có ba câu hỏi để chúng ta cùng suy gẫm với nhau. Cho ta một lý do chính đáng đi. Tại sao ta cho con sống thêm, thì ta sẽ cho con sống. Quý vị trả lời Chúa làm sao? Cho ta một lý do chính đáng để ta cho con sống thêm. Quý vị sẽ trả lời như thế nào? Ta để chúng ta suy gẫm với nhau qua câu chuyện này. Câu số 2. Nếu nhìn lại cuộc đời của tôi trong 15 năm qua đó, Chúa có muốn cho tôi sống thêm 15 năm nữa không? Tôi có muốn dùng cuộc đời còn lại của tôi để cho Chúa dùng trong chương trình của Chúa đã định cho tôi không? Quý vị có sẵn sàng để Chúa dùng cuộc đời, những việc, những năm tháng mình còn lại ở trên đời này, dùng ở trong chương trình của Chúa không?
Tôi hy vọng là tất cả quý vị nó thưa vâng, xin Chúa hãy dùng cuộc đời của con. Và ông vua Ê-xê-chia ông nói thế nào? Con trung tín hết lòng làm điều thiện đúng lời của Chúa. Con nói đúng, cho nên ta cho con sống thêm 15 năm nữa. Rất là đặc biệt về câu chuyện của ông. Và đó là quý vị có biết rằng Chúa cũng muốn chúng ta sống, dùng cuộc đời chúng ta sống, sống những ngày trên trần gian này. Chúa muốn chúng ta rất là rõ muốn làm điều gì khi chúng ta còn sống ở trên đời này. Và Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng rất là rõ năm điều Chúa muốn chúng ta khi còn sống ở trên đời này. Quý vị nhớ bàn tay có năm ngón phải không? Cho nên nhớ năm điều mà Chúa muốn chúng ta khi còn sống ở trên đời này. Hội thánh Oren của Chúa phải làm những điều này. Tín hữu Oren, đây là những điều mà Chúa muốn. Thứ nhất, Đức Chúa Trời muốn tôi biết Ngài và yêu kính Ngài. Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ chương thứ 22, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đó là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất. Đó là điều đầu tiên mà Chúa muốn chúng ta khi còn sống trên đời này biết Chúa và yêu kính Ngài. Mỗi sáng thức dậy, trước khi súc miệng, quý vị phải cầu nguyện. Thưa Chúa, buổi sáng hôm nay, bắt đầu ngày hôm nay, thưa Chúa, con muốn biết Chúa nhiều hơn. Thưa Chúa, con muốn yêu kính Chúa nhiều hơn. Dầu là bữa đó con không có tiền hay là có tiền vô tiền ra không thành vấn đề, mà con muốn yêu Chúa nhiều hơn, con muốn biết Chúa nhiều hơn. Thưa quý vị, đó là một ngày phước hạnh. Đó là một cái ngày thành công của cuộc đời quý vị. Ngược lại, nếu mà tiền chúng ta giàu vô cách mấy đi nữa, nhưng mà ngày đó không yêu Chúa hơn, không biết Chúa hơn, chúng ta đã lãng phí một cái ngày vô ích, đã lãng phí cái đời sống của mình trong cái ngày đó. Và một trong những cái điều mà chúng ta thờ phượng Chúa đó, hội thánh Chúa đó, qua chuyện ca hát. Đạo Chúa là đạo ca hát, quý vị có biết không? Âm nhạc và tình yêu đi đâu với nhau, quý vị có biết không? Âm nhạc và tình yêu đi đâu với nhau? Một bài nhạc được sáng tác ra đó, nó đến từ con tim chứ không phải đến từ cái đầu. Khi mình người ta yêu thích một cái gì đó, một lãnh vực gì đó, người ta sáng tác cái bài nhạc ra từ cái lãnh vực đó. Và đó là lý do tại sao có cái đài mà chỉ hát nhạc tình thôi. Họ chỉ hát nhạc love song mà thôi. Quý vị thấy tại đó. Và cái đề tài về Chúa Giê-xu á, yêu kính Chúa và Chúa yêu thương đó, là cái đề tài sáng tác nhạc nhiều nhất trên thế giới. Trải qua 2.000 năm, rất là những bài hát vừa hay nhiều nhất khi mà nói đến Chúa Giê-xu, tình thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Lễ Thượng Khó sắp tới nhắc tới Chúa hy sinh chết trên thập tự giá cho chúng ta, gánh hết tội chúng ta, cho chúng ta có tên ở vào sổ thiên đàng của Chúa. Đạo Chúa là cái đạo ca hát, tại vì lý do đạo Chúa không có quan trọng tới lễ nghi, mà đạo Chúa là đạo yêu thương, nhấn mạnh tới con tim, nhấn mạnh tới con tim của Chúa, nhấn mạnh tới tình thương của Chúa và nhấn mạnh Chúa yêu chúng ta và Chúa muốn chúng ta yêu lại Ngài, kính mến Ngài. Thi Thiên 150 câu thứ nhất nói rằng hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, hãy ca ngợi Ngài trong hội các thánh Ngài. Hãy hát, hãy ca ngợi, hãy ca mừng Chúa. Chúa đang sống, Chúa đang hiện diện. Một trong những điều mà làm cho quý vị sốt sắng lên yêu mến Chúa hơn chuyện gì? Hát chứ. Mình cứ hát bài hát thánh ca, hát bài hát mình vừa nghe, bài hát nào thuộc về Chúa trước, thì là tự nhiên là cái mình sốt sắng, mình yêu muốn Chúa hơn. Có nhiều người nghĩ rằng tôi đến nhà thờ chỉ nghe giảng thôi, cho nên đi trễ tôi không có muốn nghe hát, không có gì hết. Thưa quý vị đã đánh mất một cái chuyện rất rất là lớn ở trong cuộc đời của mình. Chúng ta cần có chân lý ở trong cái đầu, nhưng mà chúng ta cần có cái tiếng nhạc ở trong con tim của mình, trong cái tấm lòng của mình thờ phượng Chúa. Âm nhạc làm phấn chấn tinh thần, âm nhạc làm tươi mới lại cuộc đời, âm nhạc làm con tim mình đập lại, âm nhạc làm cho cuộc đời mình đầy ý nghĩa và hương vị. Quý vị đồng ý với tôi điều đó? Có những lúc mình buồn, chỉ cần nghe một cái bài nhạc tự nhiên mình vui vẻ lên, mình phấn chấn lên liền. Quý vị đồng ý không? Và có những lúc mình vui, nghe cái bài nhạc tự nhiên mình đi xuống liền, mình thấy không muốn sống nữa. Cái
cái âm nhạc rất là quan trọng. Cho nên trong sự thờ phượng Chúa đó, nó còn quan trọng nữa, lý do tại vì nó có sứ điệp của Chúa, có lời Chúa, Chúa dùng âm nhạc. Quý vị biết ngày hôm nay người ta cho biết âm nhạc chữa bệnh nè. Nhờ âm nhạc mà mình vui lên, nhờ âm nhạc mà mình đầy hy vọng hơn. Nhất là ở trong lời của Chúa, những bài hát ca ngợi suy tôn Chúa. Cho nên khi hát, tôi không thích hát đâu mục sư, cái con tim của anh khô lắm, cái lạnh lùng lắm. Bây giờ phải hát để cho mình được nóng lên, mình sốt sắng lên, mình ấm cúng lên, có cảm xúc trong sự thờ phượng Chúa. Tôi biết chúng ta thường hay có hai loại người. Người sống bằng cái đầu thôi thì họ không bao giờ bày tỏ cảm xúc. Còn cái người sống bằng con tim thôi thì không có suy nghĩ cái đầu. Cho nên về ban hát á, thì phải suy nghĩ thêm cái đầu. Họ hát cảm xúc nhiều. Còn quý vị á, ít hát á, thì phải diễn tả cảm xúc lên cho con tim của mình. Khi mà nói lòng này nôn nã là phải hát cho nôn nã, sốt sắng hầu việc Chúa lên. Nói Chúa yêu thương mình, cảm nhận được cái tình thương của Chúa đối với mình trong mỗi bài nhạc. Cho nên âm nhạc giúp chúng ta trong sự thờ phượng Chúa. Nhưng mà nhớ, âm nhạc không phải là thờ phượng Chúa, nó chỉ giúp mình trong sự thờ phượng Chúa thôi. Không có tiếng nhạc mình vẫn thờ phượng Chúa được, phải không? Có nhiều cách mình thờ phượng Chúa lắm, quý vị biết không? Và một điều thờ phượng chánh mà Thánh Kinh dạy cho chúng ta biết, đó là sự dâng hiến cuộc đời chúng ta cho Chúa. Đó là sự thờ phượng đúng mà Chúa muốn. Kinh Thánh nói Roma chương 12 câu 1, chúng ta cùng tôi đọc phần đầu, quý vị đọc phần sau. Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em. Quý vị đọc phần sau. Dâng thân thể, dâng lời ăn tiếng nói, dâng cái sự nghiệp của mình, dâng cái suy nghĩ của mình, dâng đôi tay của mình, đôi chân của mình cho Chúa, đó là sự thờ phượng phải lẽ. Kinh Thánh nói rất là rõ, dâng cuộc đời mình mới là thờ phượng phải lẽ, chứ không phải chỉ Chúa Nhật đi nhà thờ rồi thứ hai mình về mình quậy trận giống như cho tới nhậu thứ bảy Chúa Nhật, rồi Chúa Nhật đi lại nhóm nữa. Chúa muốn mình dâng thân thể này, đó là cái lời ăn tiếng nói chúng ta, đó là sự thờ phượng đúng, đó là sự thờ phượng mà Chúa muốn. Cho nên bất cứ khi nào quý vị nói rằng lại Chúa, con muốn bước Chúa hơn, lại Chúa, con muốn Chúa đứng số 1, con dâng cuộc đời cho Chúa, Chúa là số 1 trong cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị, Chúa vui lòng, Chúa mỉm cười khi mà chúng ta nói như thế, cầu nguyện với Chúa. Có nhiều khi Chúa không còn là con số 1 ở trong cuộc đời của mình nữa. Có thể là nhiều khi qua khó khăn, có thể là một người nào đó làm cho Chúa không còn là con số 1 trong đời sống mình nữa. Có thể một cái mối quan hệ nào đó, có thể một cái thú vui nào đó, một cái sở thích riêng nào đó mình đang chạy theo. Và quý vị đang chạy theo điều gì, thưa quý vị, cái đó là số 1 ở trong cuộc đời của mình. Chúa đang mình để xuống, mình để cái điều mình chạy theo hay cái người nào mình chạy theo, đó là số 1. Để biết cái gì là số 1 trong cuộc đời của mình, Thánh Kinh cho mình biết rất là rõ. Khi mà mình thờ phượng Chúa, Chúa là số 1 á, thì cuộc đời quý vị không có lo, không có lo lắng. Tại vì Chúa thích, quý vị biết Chúa lo hết, quyền năng lo. Còn khi mà có lo sợ, có lo lắng tới đó trong cuộc đời quý vị, nhóm mà cái đầu mình đang suy nghĩ ở đâu đó, mình đang lo nhiều chuyện, thưa quý vị, lúc đó Chúa không còn là số 1. Chúa, mình không có đang thờ phượng Chúa nữa. Có thể là tiền bạc, có thể là sức khỏe, có thể là sự nghiệp, có thể là tiếng tâm, có thể địa vị, có thể là quá lo về tương lai của mình. Bất cứ khi nào quý vị để một cái gì đó chiếm số 1 trong cuộc đời mình đó, thì nó sẽ, quý vị đang thờ lại cái điều đó. Thánh Kinh gọi là thờ thần tượng. Và cho nên nhớ rằng khi mình thờ phượng Chúa đó, Chúa là số 1 á, thì quý vị sẽ không có lo lắng. Còn mà khi quý vị lo lắng á, về cái chuyện gì đó, cái chuyện đó trở thành số 1, quý vị không còn thờ phượng Chúa nữa. Thờ phượng Chúa mình không có lo lắng, mà lo lắng là dấu hiệu cho mình biết mình đang gạt Chúa qua một bên, mình không còn thờ phượng Chúa nữa.
thờ phượng, ca hát là những phương thuốc Chúa dùng để chữa trị cái bệnh của chúng ta. Đó là cái chuyện phép lạ Chúa luôn thể hiện qua lòng suy tôn ca ngợi Ngài. Mỗi một phần tôi sẽ có một câu hỏi và quý vị trả lời, điền vào cái chỗ trống đó. Câu hỏi của phần này đó là: tôi muốn điều gì làm số một ở trong đời sống của tôi? Tiền bạc, sự nghiệp, thể thao, danh vọng, bằng cấp hay là Đức Chúa Trời? Quý vị ghi xuống giùm tôi chỗ đó. Cái gì quý vị muốn là số một ở trong cuộc đời của mình, ghi xuống chỗ đó. Thứ nhất, Chúa muốn mình biết Chúa hơn và Chúa muốn chúng ta yêu kính lại Ngài. Thứ nhì, Chúa muốn quý vị nối kết với các con cái của Chúa. Chúa không muốn quý vị sống cô lập. Chúa không muốn quý vị ở nhà luôn luôn. Và Chúa muốn quý vị có mối liên hệ, quan hệ, kết bạn với những anh em tín hữu ở trong hội thánh Chúa tại đây. Cho nên, Thánh Kinh nói rằng Chúa là tình thương. Cho nên Chúa tạo một gia đình để Ngài yêu thương. Khi quý vị đặt lòng tin nơi Chúa, mở lòng mình mời Chúa vào lòng tạ ơn Chúa đã cứu mình, quý vị trở thành con cái, quý vị ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Hội thánh Chúa tại đây là đại gia đình của Đức Chúa Trời. Và quý vị biết ở thiên đàng có cái gì ở trên đó? Có Chúa ở trên thiên đàng. Thứ nhì, có những người tin Chúa ở trên thiên đàng. Nếu mà quý vị không thích Chúa, quý vị không thích con cái của Chúa, quý vị không thích thiên đàng. Đồng ý không? Mình sẽ lên gặp con cái của Chúa ở trên đó rất là nhiều. Đủ mọi màu da, hát đủ mọi loại nhạc ở trên đó. Cho nên bây giờ ở dưới trần này mình phải tập. Mình phải tập yêu thương nhau ở trong hội thánh của Chúa. Mình phải tập kết bạn với nhau, kết thân với nhau ở trong gia đình của Chúa. Khi mà các con cái của Chúa hiệp nhau lại đó, ca ngợi Chúa, suy tôn Chúa đó, thì họ có gọi là sự hiệp thông, có mối thông công, tình anh em ở trong đại gia đình của Chúa. Ngày hôm nay chữ thông công bây giờ nó có cái nghĩa ăn hơn là tình thân nữa. Bữa nay sao giờ nhóm em hội thánh mình có một bữa ăn thông công. Bữa nay mời anh tới nhà tôi thông công nha. Bữa nay sao giờ nhóm mình ra quán phở thông công. Làm đi ăn, rủ nhau đi ăn. Mình dùng cái từ đó. Trong Thánh Kinh chữ thông công nhấn mạnh tới tình thân với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm sống với nhau ở trong hội thánh tín hữu với nhau. Đó là cái mối thông công, tình thân ở trong hội thánh của Chúa, biết rõ nhau. Cho nên muốn biết một người nào đó thì quý vị phải dành thời giờ với người đó, giống như vợ chồng với nhau thôi. Mình muốn biết rõ vợ mình đó, thì mình phải có thì giờ nhiều với vợ mình, nói chuyện nhiều hơn thì gia đình mình hạnh phúc hơn, hoặc với chồng mình, phải không? Và đối với anh em trong hội thánh, trong gia đình của Chúa, để biết rõ, để tạo tình thân nhau thì mình phải có giờ với nhau. Cho nên lời Chúa dạy trong Hebrew đoạn 10 câu 25 nói rằng: chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Có nghĩa là phải nhóm họp thường xuyên. Tuy nhiên Chúa Nhật quý vị phải nhóm ở hội thánh Chúa tại đây thường xuyên mỗi Chúa Nhật. Và chúng ta nhóm ở tại nhà riêng, nhóm nhỏ, nhà riêng, nhóm khu vực với nhau, cầu nguyện với nhau thường xuyên. Và khi mà chúng ta nhóm với nhau thường xuyên, chúng ta biết nhau, hiểu tính tình với nhau. Chúng ta mới khôn ngoan đối xử với nhau ở trong gia đình của Chúa. Trong gia đình của quý vị luôn luôn có người khó chịu, phải không? Trong anh em mình á, hoặc trong bà con mình luôn luôn có cái chuyện đó. Và trong hội thánh Chúa cũng vậy thôi. Trong hội thánh Chúa thật sự, trong lớp trường Chúa Nhật, trong ban ngành, trong nhóm nhỏ, tôi biết nhóm nào cũng có những người khó chịu hết á. Quý vị có nghĩ ra trong nhóm mình ai là người khó chịu chưa? Nếu mà mình không nghĩ ra, mình là người đó. Nhưng mà cái người đó là người Chúa cũng cứu thôi, cũng là con cái, cũng là anh em cùng đức tin của mình. Cho nên mình sống yêu thương với nhau, nhiều khi mình phải nhịn nhục với nhau, chịu đựng với nhau, vẫn đối đãi xử đẹp với nhau, tốt đẹp với nhau ở trong gia đình của Chúa. Đó là hình ảnh của hội thánh. Làm thế nào để mình kết nối được với các tín hữu khác? Công vụ đoạn 2, câu 41,
và câu 42, câu 46 nói thế này. Vậy những người tiếp nhận lời đó, đó là những người mới tin Chúa, vào sách Công vụ các sứ đồ kể là những tín hữu đầu tiên đấy. Họ tiếp nhận lời đó, họ tiếp nhận Chúa, đều nhận lễ báp têm. Các tín hữu đó chuyên giữ lời dạy của các sứ đồ, họ học Kinh Thánh với nhau. Mối thông công của anh em, lễ bẻ bánh, sự cầu nguyện, ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ và từ nhà này đến nhà khác. Quý vị coi cái sự tiến triển của bốn cái giai đoạn của các tín hữu ngày xưa. Thứ nhất, họ nghe giảng xong, họ cầu nguyện tin Chúa. Nghe giảng nghe lời Chúa hay quá, tôi cần phải được Chúa cứu, tôi muốn được lên thiên đàng, tôi muốn đời sống tôi thay đổi, bỏ những nghiện ngập nữa, tôi phải tin nhận Chúa. Họ tin nhận Chúa. Bước thứ nhì đó là họ nhận lễ báp têm. Sau khi họ tin nhận Chúa rồi, họ nhận lễ báp têm. Bước thứ ba đó, họ bắt đầu nhóm tại đền thờ. Họ thờ phượng Chúa giống như bây giờ Chúa Nhật, mỗi Chúa Nhật mình đến với nhà thờ thường xuyên thờ phượng Chúa. Và thứ tư, họ nhóm tại nhà riêng. Nói đến mình ở tại nhà riêng, nhóm nhỏ. Thưa mục sư, tôi làm hết bốn chuyện này rồi, bây giờ tôi làm gì nữa? Giúp cho người khác làm những chuyện mình đã làm. Nếu có người chưa tin Chúa, mời họ tới nhà thờ giúp cho họ tin Chúa. Nếu có người chưa làm báp têm, nhớ nhắc con cái. Chẳng thể quý vị có con cái chưa làm báp têm, tuổi còn thiếu niên, nhớ nhắc em làm báp têm. Những người bạn mình mới tin Chúa mình biết được, nhớ tới học lớp báp têm để nhận lễ báp têm. Chở người khác cùng thờ phượng Chúa với mình, nhắc họ cùng đến thờ phượng Chúa với mình. Sinh hoạt, cũng giúp cho họ sinh hoạt vào các nhóm nhỏ để họ gắn bó với hội thánh, với gia đình của Chúa. Thứ nhất, Chúa muốn chúng ta biết Chúa, yêu kính Chúa. Thứ nhì, Chúa muốn chúng ta kết nối với các anh em tín hữu ở trong hội thánh. Và thứ ba, Chúa muốn tôi sống giống như Chúa. Chúa muốn tôi có đời sống trưởng thành tâm linh. Mỗi một năm, quý vị tự động lên một tuổi, phải không? Đúng ngày sinh nhật của mình, thổi đèn cầy, tự động mình lên một tuổi. Chúa cũng muốn đời sống thuộc linh của chúng ta đó, mỗi năm cũng lớn lên một, cũng lớn lên, tiếp tục được lớn lên, không đứng một chỗ. Thánh Kinh nói trong Roma đoạn 8 câu 29 nói rằng, những người Ngài đã biết trước, đó là tôi và quý vị đã đặt lòng tin nơi Chúa, ở trong gia đình của Đức Chúa Trời, thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh con Ngài. Chúa định, ý của Chúa 100% là muốn chúng ta giống như con của Ngài, giống như hình ảnh con Ngài. Từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời dựng nên loài người, nói rằng gì? Chúa nói rằng ta hãy dựng nên loài người như hình ta và tượng ta. Giống như Chúa, đó là chương trình của Chúa cho chúng ta sống giống như Ngài. Nên nhớ, Chúa muốn chúng ta sống giống Chúa, chứ không phải chúng ta sống bằng Chúa. Có nhiều giáo đạo giáo lạ, có nhiều tà giáo dạy rằng những cái truyết thuyết ngoài đời, không, mình là ông thần, cái chuyện gì mình cũng làm được hết á. No, thưa quý vị, không có chuyện gì mình cũng làm được hết. Nếu mà quý vị, chúng ta là ông thần á, là mình không còn khó khăn nữa. Mình vẫn còn gặp khó khăn, mình không biết về tương lai, mình cũng không biết chính mình nữa, rõ chính mình nữa. Cho nên nhớ, mình là vật thọ tạo, Chúa dựng mình cao quý hơn mọi loài và vật đúng, nhưng mà Chúa mới là đấng tạo hóa. Chúng ta là người trần. Nếu bị tin Chúa, mình là con cái Chúa, mình hưởng ơn cứu rỗi của Chúa. Nhớ, đó là chúng ta loài người có giới hạn. Và Chúa muốn gì giống nơi Chúa, hình ảnh Chúa hàm ý gì? Giống những tính nết của Chúa. Giê-xu đã để lại cho chúng ta một cái gương. Chúa muốn mình ngay thẳng, Chúa muốn mình rời rộng, Chúa muốn mình khiêm tốn, những cái tính nết của Chúa Giê-xu. Quý vị có biết rằng Chúa chú ý con người bề trong của chúng ta hơn là con người bề ngoài của chúng ta, quý vị biết không? Chúa không có chú ý tới cái chuyện nghề nghiệp của mình. Thật sự mai mốt Chúa trở lại, nghề nghiệp mình có đem với mình lên trên trời. Tánh tình sẽ đem với mình, mình đem cái tánh tình của mình đó lên trời với Chúa. Tánh tình nó còn, nó mình trở thành gì? Và cho nên quý vị ở dưới trần gian này thật sự có 10 chuyện làm. Chúa nói mình chọn lấy, muốn làm chuyện nào đó mình cứ làm. Cái quan trọng á, Chúa nhìn coi cái chuyện mình làm nó tạo mình trở thành con người gì mới là quan trọng. Cái tánh tình của mình, tánh nết của mình như thế nào mới là quan trọng.
Chúa muốn chúng ta giống cái tính nết của Chúa. Tánh của Chúa là tánh của Chúa như thế nào mục sư? Trong Galati đoạn 5 nói cho chúng ta biết, trái của Thánh Linh, một cái từ diễn tả nói những tánh nết của Chúa. Trái Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là chính cái đức tính mỹ đức của Chúa muốn tôi và quý vị có. Và trong cuộc đời của chúng ta, quý vị sẽ được Chúa trui luyện để có những cái mỹ đức này ở trong cuộc đời của mình. Thường hay người ta phải có cái chất lượng tốt á, thì người ta mới làm ra một cái món vật tốt. Thánh Kinh cho biết rằng Chúa chuyên làm những cái xấu biến thành cái tốt. Cuối tháng 3 này chúng ta kỷ niệm sự thương khó của Chúa. Thập tự giá là gì? Nhục nhã, xấu xa, tử hình. Nhưng mà Chúa biến thành phục sinh khải hoàn, đem sự cứu rỗi cho đến toàn thể nhân loại. Thật sự mỗi chúng ta có những cái điểm khó chịu, những điểm xấu. Mình không muốn ai biết cái điểm đó. Nhưng mà giao cho Chúa, Chúa sử dụng, Chúa thay đổi, chúng ta sẽ trở thành cái người mà Chúa đại dụng ban phước giúp đỡ lại cho người khác. Cho nên Chúa nói rằng gì? Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Hãy có suy nghĩ giống như Chúa, có hành động giống như Chúa Giê-xu. Và hành động giống như Chúa đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và Chúa để quý vị trong những cái hoàn cảnh kéo ngược hẳn để cho quý vị tập mình có những cái đặc mỹ đức đó. Cho nên chúng ta cần phải trưởng thành, cần lớn lên. Chúa nói có nhiều người trong phúc âm Mác kể bốn loại đất, có nhiều người rất là hời hợt, rất là nông cạn, không có lớn lên ở trong đạo của Chúa. Hạt giống không thể nào lớn lên được. Và chúng ta đang ở trong một cái xã hội, quý vị biết là chúng ta ở trong xã hội là về vật chất rất là khổng lồ, nhưng mà về đức tin, về thuộc linh rất là con nít. Con nít thường, con nít, tánh tình của con nít là gì? Không biết chờ đợi, không có kiên nhẫn, cái gì muốn có ngay. Con nít á, cái này là của con, giật lại không có cho bạn bè được, cái này là của con, dành cho mình thôi, quên hết tất cả những người khác, chỉ có mình, có tôi, là đó là của tôi, của con mà thôi, không được cho ai hết. Đó là con nít ích kỷ. Con nít sống theo cảm xúc tùy hứng, không có trưởng thành lớn lên. Con nít không có thấy gì thấy trước mắt, chứ con nít nó không thấy chuyện 5 năm, 3 năm, 10 năm gì, nó không biết chuyện đời đời, chuyện gì trước mắt thôi. Và thưa quý vị, trong xã hội này quý vị cũng thấy người lớn cũng giống hệt tánh nít, cũng giống vậy thôi, không có kiên nhẫn, ích kỷ, chỉ lo cho mình mà thôi, không biết gì người khác hết, nó chết kệ họ, chết kệ họ, mình chỉ lo cho mình mà thôi. Không có thấy được xa, không thấy được cái xa, cái đời đời của Chúa ban phước cho mình, chỉ muốn sống ngày hôm nay mà thôi, xài thỏa thích, mang nợ kệ nó, cứ mang nợ lấy, suốt cuộc đời chỉ làm đầy tới cho nhà băng mà thôi. Cho nên nhớ, Chúa muốn mình yêu kính Chúa, Chúa muốn mình kết nối với các con cái Chúa khác, và Chúa muốn tôi trưởng thành sống giống như Chúa. Chúa quan trọng cái tính nết của chúng ta hơn là việc chúng ta làm. Thứ tư, Chúa muốn chúng ta phục vụ Ngài. Đó là cái điều quý vị tới hội thánh Oregon này sẽ lặp lại rất là nhiều lần cái chuyện đó. Chúa muốn chúng ta phục vụ Chúa. Mỗi người hãy dùng ân tứ của mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng các ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau, giúp đỡ nhau. Chúa muốn chúng ta giúp đỡ người khác, chứ không phải giúp đỡ chỉ lo cho mình mà thôi. Cái câu quan trọng là quý vị ghi xuống này. Chúng ta phục vụ Chúa qua phục vụ người khác. Chúng ta phục vụ Chúa qua phục vụ người khác. Lên thiên đàng mình sẽ phục vụ vui thỏa đời đời với Chúa. Còn ở trần này, trên trần này, Chúa muốn tập chúng ta hầu việc Ngài. Chúng ta không tới đây nhóm xong rồi về. Ý của Chúa muốn là tất cả chúng ta
phải dùng ân tứ, khả năng, tài năng, cơ hội mình có để phục vụ người khác là phục vụ Chúa. Để mình phục vụ hiệu quả, quý vị cần nhớ, thứ nhất, quý vị phải biết ba cái lĩnh vực nào mình giỏi, ba cái tài năng mà mình giỏi, mình làm giỏi ba cái điều. Thứ nhất, quý vị phải biết ba cái điều đó. Thứ nhì, quý vị phải biết được ba cái điều mà mình làm không giỏi, để mình đừng có dành làm mấy chuyện đó, phí thì giờ, tốn công tốn sức lắm. Mà để người khác làm, mình đừng làm được, lo làm chuyện giỏi. Chuyện thứ ba đó, quý vị cần biết, đó là phục vụ với thái độ khiêm tốn. Có nghĩa rằng đó, hội thánh cần gì mình ra làm, không cần biết đó có đúng tài năng hay khả năng của mình. Thí dụ quý vị nói sắp bàn sắp ghế, phục sinh sắp tới, mình có buổi ăn trưa sắp bàn sắp ghế, thứ bảy có mặt, mình ra tới cùng nhau sắp bàn sắp ghế với nhau. Cái đó không có ân tứ sắp bàn sắp ghế trong chuyện đó. Đó là chuyện mình khỏe cùng nhau ra làm việc Chúa cho, mình thấy khiêm tốn. Quý vị thấy một đứa trẻ đang té, tôi không có ân tứ đỡ nó lên, không, vô lý. Mình đỡ nó lên, bồng dỗ nó, đó gọi là ân tứ khiêm tốn. Mình phải đi đôi với nhau hai cái điều này trong hội thánh, trong cái cuộc đời của mình. Khiêm tốn để giống như Chúa, ân tứ để tạ ơn Chúa vì Chúa cho mình sử dụng. Điều thứ năm, Chúa muốn chúng ta, đó là chia sẻ tin mừng cứu rỗi của Ngài. Chia sẻ tin mừng cứu rỗi của Ngài. Chúng ta được vui, chúng ta được Chúa cứu, chúng ta được sinh hoạt cách vui vẻ, hưởng ơn của Chúa. Và Chúa muốn chúng ta chia sẻ ra nói cho người khác. Chúng ta cùng nhau đọc chung câu Kinh Thánh ở trong Công Vụ đoạn 1 câu 8. Khi Chúa Thánh Linh giáng trên các con sẽ nhận được quyền năng và làm chứng cho ta tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trời đất. Quý vị khoanh tròn cái chữ quan trọng là chữ làm chứng. Làm chứng là như thế nào? Chuyện thứ nhất đó là những cái môn đồ mà Chúa nói được Thánh Linh giáng lâm là những người đã từng gặp Chúa, từng sống khi Chúa giảng dạy, và họ đã thấy Chúa chết, họ đã thấy Chúa sống lại, họ kinh nghiệm được Chúa sống lại. Đó là Chúa nói. Chuyện làm tiên là, quý vị nhớ, làm chứng đó là mình phải kinh nghiệm cái chuyện đó. Thí dụ, quý vị ở đây có ai đi bán hàng, giới thiệu mặt hàng bán không? Có ai làm nghề đâu? Dạ, ok. Quý vị muốn giới thiệu mặt hàng cho hiệu quả là gì? Bán cây viết. Cây viết này, thí dụ tôi giới thiệu bán cây viết này. Chuyện đầu tiên tôi phải xài cây viết này cái đã. Nó có tốt không cái đã? Phải không? Nó tốt thì tôi mới giới thiệu quý vị cái này tốt lắm. Ông mục sư cứ dùng lấy. Ông sư này biếu tặng thôi. Còn nếu mà mục sư cần nữa thì mua. Còn tôi này tại vì hàng quảng cáo, họ giảng cứ lấy thôi. Cái chuyện quan trọng mình phải kinh nghiệm. Chứ không phải là mình đi quảng cáo mà mình không có sử dụng cái viết này, mình biết cái viết này cái gì mà mình không có giờ dùng nó hết. Cho nên lý do tin mừng của Chúa, tin mừng cứu rỗi của Chúa, tin mừng nhấn mạnh rằng cái hy vọng, cái niềm vui ở trong Chúa quý vị kinh nghiệm được. Còn mình không kinh nghiệm được, mình làm bài bản á, khổ lắm, không hiệu quả gì hết. Mình phải kinh nghiệm Chúa được, quý vị biết không? Khi ra tòa đó, thứ nhất có ông luật sư, thứ nhì là có người làm chứng. Ông luật sư được trả tiền, ông luật sư có bằng cấp. Người làm chứng không được trả tiền, người bằng chứng là người bình dân. Bồi thẩm đoàn nghe ai? Nghe cái người làm chứng chứ không có nghe ông luật sư. Tại vì cái người làm chứng cho biết mắt thấy, tai nghe, họ chứng kiến thấy, họ đã rờ, họ đã đụng được, và họ nói người ta nghe chuyện đó. Cho nên khi mà nói tới cái vấn đề giới thiệu Chúa cho người khác, chuyện đầu tiên quý vị nó liên quan tới vấn đề lớn lên ở trong Chúa. Phải tin Chúa cách thành thật, phải làm theo lời Chúa, đọc lời của Chúa, trưởng thành, lớn lên ở trong Chúa. Lạy Chúa, chúng con đã thờ phượng Chúa, chúng con đã nghe lời của Chúa. Xin Chúa đừng để những điều này qua đi chỉ như là kinh nghiệm trong thoáng chốc, nhưng mà cho suốt cả tuần lễ sắp tới đây, chúng con sẽ bước đi với Chúa mỗi ngày, ước mong rằng mình sẽ được tăng trưởng gần với Chúa hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn, sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Mình xin tình yêu đời đời, tình yêu Đức Chúa Cha, ân sủng vô biên, tình yêu Đức Chúa Con
Và mối tương giao của Chúa Thánh Linh ở với hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Amen. Bắt tay với nhất năm người mà hỏi rằng sống 15 năm nữa thì làm cái gì đây?